Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em làm là giới thiệu đến các bạn bốn loại chân vịt chạy thuyền hiện nay đang có bán ở bên em, dành cho các loại thuyền từ bé đến lớn. Trước thì có làm video giới thiệu về hai cái mẫu loại bé rồi. Để so sánh bốn cái loại như thế này thì có thể sử dụng lực đẩy bao để tính của nhà sản xuất. Ví dụ như con bé nhất này là lực đẩy 200 pound này. 200 pound thì quy đổi ra đơn vị kg nó tương đương với khoảng 100 kg. Đấy, con này là lực đẩy 450 pound. Con này lực đẩy là 600 pound. Và con này là lực đẩy 1600 pound. Con này thì động cơ không chổi than. Nhìn thì nó bé nhưng con này này là con khỏe nhất này. Thì trước tiên giới thiệu đến con bé này thì con bé này thì gần như là dạng bản basic thôi. Đấy. Thì con bé này thì các bạn chạy thuyền cỡ đánh cá cá nhân thì sử dụng nó rất là tốt. Đấy. Có tổng chiều cao là 70 cm. Dòng này thì nó có kẹp vào thân thuyền chạy đứng. Đấy. Cái bản bé này thì giá rẻ nhất. Có điều khiển có một nhanh một chậm và tiến lùi, một tiến một lùi. Cánh của nó là 15 cm hai cánh. Đấy. Kích thước động cơ, chiều dài động cơ đây. 17 cm. Con này thì sử dụng thuyền cá nhân là đi nước tĩnh rất là ok nhé, không cần thiết phải mua những dòng to hơn, nó đắt. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến những cái dòng to hơn. Những cái dòng to hơn như này thì là dòng 450 pound. Con này thì có chiều cao là 75 cm. Đấy. Con này thì có 5 số tiến và 3 số lùi. Bộ kẹp thuyền thì có thể điều chỉnh được rất là dễ dàng, ngửa chân vịt lên hay xuống. Đấy, thì bấm cái nút này để điều chỉnh. Đấy, có bộ định vị. Thân động cơ thì rất là to, con này thì động cơ này thì to hơn những con động cơ vừa xong. Động cơ 23 cm. Con này thì toàn bộ thân là bằng nhựa inox, tất cả các con ốc là bằng inox hết, nên là các bạn chạy nước biển thì không sợ hết nhé. Tiếp theo đến con 600 pound này. Con 600 pound thì chiều dài động cơ của nó đây rất là to này, 30 cm. Chiều sải cánh của nó này, sải cánh tính từ tâm ra của nó là 12 cm nhé. Sải cánh tính từ tâm nhé. Con này cũng sải cánh tính từ tâm là đều là cánh 12 hết. Nó sẽ liên quan đến tốc độ. Cần của nó là rất là dài. Cần của nó thì dài hơn so với này à. Đây. Tay điều khiển dài 65 cm. Con này cũng 5 số tiến và 1 số lùi. Loại này thì có chiều dài là 90 cm. Đấy. Trọng lượng của con này là 9,5 kg. Lực đẩy của con này là 600. Tiếp theo là giới thiệu đến cái loại số 4. Cái loại này thì cũng có chiều dài là 95, tổng chiều cao là 100. Con này tổng chiều cao là 95. Con này lực đẩy là lớn nhất, 1600 pound này. Tất cả những cái dòng thuyền lớn là có thể sử dụng được. 1600 pound là quy ra nó khoảng 800 kg đấy. Thuyền lớn là sử dụng loại này là được. Loại này cũng có cánh 12, full inox.
Đấy, bộ kẹp này, điều chỉnh góc này. Loại này tất cả các loại này là đều có báo điện hết nhé, báo vôn hết, báo aquy hết. Đây, loại này thì loại cuối cùng là loại không chổi than này thì điều khiển vô cấp nhé. Đây, không có số, chỉ có tiến và lùi thôi, điều khiển vô cấp, nhanh chậm tùy ý. Còn những con kia là số cố định hết. Tổng thể là như vậy, mà từ loại nhỏ nhất đến loại lớn nhất theo số thứ tự 1, 2, 3, 4. Khách hàng cần loại nào yêu cầu có thể comment giá ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh.